Cảnh báo cấm ăn ổi theo cách ngu ngốc này khiến cả nhà đột quỵ chết nhanh hơn ung thư. Cô bác thân mến, thời gian gần đây, ổi được xem là thức quả được nhiều người ưa chuộng. Do đang rộ mùa, giá lại rẻ vô cùng, xét về lợi ích của ổi thì không ai có thể phủ nhận vì vô vàn lợi ích mà nó mang lại như lọc sạch máu, hỗ trợ gan thận, giảm huyết áp, bổ sung vitamin và kém gấp đôi những thực phẩm thông thường. Tuy thơm ngon, ngọt lành, bổ dưỡng là vậy, nhưng thứ quả quý trời ban này vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều những tác hại đáng gờm mà nếu không biết tránh sớm sẽ gây hại đến sức khỏe nghiêm trọng. Vậy rốt cuộc những lợi ích và tác hại sai lầm khi ăn ổi là gì? Và bí quyết ăn ổi đúng cách ra sao để tốt nhất cho sức khỏe? Câu trả lời sẽ được bật mí ngay sau trong video ngoài đây. 1. Người bị suy nhược cơ thể thiếu chất mà ăn nhiều ổi cũng không tốt. Người bị suy nhược thường có hệ tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều hơn. Nếu vẫn muốn ăn thì tốt nhất bạn nên sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xoanh cho nhuyễn. Với người mắc bệnh tiểu đường thì không nên sử dụng nước ép ổi bởi cách này sẽ khiến lượng đường huyết tăng nhanh. 2. Hạt ổi rất tốt nhưng phải nghiền nát trước khi ăn, nhưng tốt nhất không nên ăn hạt ổi. Hầu hết chúng ta đang ăn hạt ổi không đúng cách. Đa số chỉ là nhai qua rồi nuốt. Điều này vô hình chung biến hạt ổi thành thứ thuốc độc hại, gây hại sức khỏe của bạn, bởi nếu nuốt cả hạt sẽ khó tiêu và dẫn đến đau dạ dày. 3. Ăn quá nhiều ổi sẽ bị táo bón. Ổi chứa nhiều kali, ăn nhiều sẽ dễ bị táo bón. Vì vậy, lượng ổi nên ăn hàng ngày đều khuyến cáo là chỉ từ nửa quả đến một quả to quả nhỏ. Có thể ăn nhiều hơn một chút, nhưng không nên ăn nhiều quá. Nếu đã ăn nhiều, buộc phải uống thật nhiều nước để ngăn ngừa táo bón. 4. Những người mắc bệnh dạ dày thường xuyên thích ăn ổi. Ổi rất tốt đối với dạ dày, tuy nhiên với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng do ổi cứng khi nhai không nát sẽ dễ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi. Vì vậy, cơn đau sẽ trầm trọng hơn. Ngoài ra, đối với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi hay uống nước ổi khi bị giống bụng. Mặc dù nếu ổi ăn không đúng cách và đúng đối tượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên không thể phủ nhận lợi ích của ổi đối với sức khỏe. Vậy chúng có tác dụng gì? Mời cô bác cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo. 1. Lợi ích thứ nhất mà việc ăn ổi đem lại cho sức khỏe là hỗ trợ điều trị tiểu đường. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Mỹ về y học của Trung Quốc, nước ép ổi có tác dụng hạ đường huyết rất hiệu quả trong điều trị đái tháo đường. Ổi rất giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết rất thấp, giúp trong việc điều chỉnh lượng đường và ngăn chặn sự gia tăng đường đột ngột. Người mắc chứng tiểu đường nên ăn 1 đến 2 trái ổi không gọt vỏ, sẽ giúp duy trì lượng đường trong máu một cách khỏe mạnh. Uống trà từ lá ổi mỗi ngày có thể ức chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đồng thời, ăn ổi cũng hỗ trợ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. 2. Giúp điều trị bệnh cao huyết áp. Ổi rất giàu chất xơ và chứa chất hypoglycemic tự nhiên. Hai chất này có tác dụng hạ huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Do đó, những người có nguy cơ bị cao huyết áp và mắc các bệnh về tim mạch nên ăn ổi thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, trong ổi còn chứa potassium có tác dụng làm giảm chỉ số huyết áp. Đây là công dụng của ổi vô cùng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết. 3. Lợi ích tiếp theo là ổi giúp kích thích chức năng nhận thức của não bộ. Ổi có tác dụng kích thích sự hoạt động của nhận thức cũng như sự tập trung của bạn. Sở dĩ quả ổi có chức năng kỳ diệu này là do nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm vitamin C, ổi giúp nuôi dưỡng tinh thần và duy trì hoạt động của bộ não. Hơn nữa, vitamin B6 và vitamin B3 của ổi giúp hỗ trợ cho việc cải thiện lưu lượng máu đến não. Ổi cũng cung cấp một lượng lớn kali, do đó có thể hỗ trợ trong việc duy trì tính dẫn điện của bộ não. Điều đó cần thiết để gia tăng những suy nghĩ tích cực cũng như cải thiện trí nhớ. 4. Ổi giúp ngăn ngừa ung thư. Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng thành phần chiết xuất từ ổi có khả năng chống ung thư cực kỳ hiệu quả. Trong ổi có chứa các hợp chất như vitamin C, quercetin, lycopene, polyphenol giúp cơ thể kháng u và chống ung thư hiệu quả. Các hợp chất này có thể giúp hoạt động chống oxy hóa hiệu quả, trợ giúp trong việc trung hòa các gốc tự do có hại bên trong cơ thể dẫn đến ung thư. Ăn ổi thường xuyên còn giúp cơ thể phòng tránh được sự tích tụ của nhiều căn bệnh ung thư quái ác khác như ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư da, ung thư miệng, ung thư vú. Một nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng
Dầu lá ổi có thể ngăn chặn tế bào ung thư phát triển hiệu quả hơn 4 lần so với một số loại thuốc điều trị ung thư. Bên cạnh quả ổi, lá ổi cũng được ví như một loại thần dược từ thiên nhiên có đặc tính ngăn ngừa, điều trị và giảm tác hại của căn bệnh ung thư rất tốt, giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục hơn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Fruits and Vegetables năm 2011 đã chứng minh chiết xuất từ lá ổi có thể làm cho các tế bào ung thư dạ dày tự động tiêu vong. Chất lycopene là một chất dinh dưỡng quan trọng để ngăn ngừa ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và vòng họng. Nó có tác dụng ức chế sản xuất các androgen dư thừa, giúp duy trì cân bằng nội tiết tố, ngăn ngừa ung thư. Quý vị có thể tham khảo cách pha trà lá ổi để phòng ngừa ung thư như sau. Sau khi mua hoặc hái lá ổi tươi về, quý vị đem ngâm rửa thật sạch với nước lá và muối, sau đó đem hãm trong 500ml nước nóng từ 10 đến 15 phút cho các tinh dầu, dưỡng chất từ lá ổi lan đều vào nước, xong xuôi đổ ra bình giữ nhiệt hoặc bình trà, uống đều đặn vào sáng và tối sau khi ăn. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý rằng, đối với người đang có triệu chứng bị táo bón hay phụ nữ mang thai thì không nên uống trà lá ổi. Những ai đang uống thuốc tiểu đường hoặc thuốc chống tiêu chảy, nếu muốn sử dụng trà lá ổi thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ. 5. Ổi là kho chứa kali và lycopene rất cần thiết cho việc cải thiện chức năng tim mạch và tăng cường khả năng chống oxy hóa. Có lẽ không phải ai cũng biết hoạt chất kali có tác dụng chính trong việc duy trì hoạt động của cơ tim. Nếu thiếu kali sẽ làm cho nhịp tim không đều, nhịp quá nhanh. Việc hấp thụ đủ lượng kali theo nhu cầu của cơ thể sẽ giúp ổn định huyết áp và phòng chống bệnh tim mạch. Chế độ ăn giàu kali và magie còn giảm nguy cơ đột quỵ. Trong một số trường hợp bị giảm kali như sau: vận động cơ thể bài tiết ra nhiều mồ hôi khiến mệt mỏi, hoặc sau khi nôn mửa, tiêu chảy hay dùng lợi tiểu dài ngành loại bài tiết kali. Việc ăn nhiều các loại hoa quả giàu kali rất tốt như chuối, ổi, sầu riêng. Không chỉ vậy, lượng lycopene trong loại quả này còn có khả năng chống oxy hóa cao gấp 2 lần. Lycopene có khả năng ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do gây ung thư như ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, tụy và đại tràng. Nó còn làm giảm thành phần cholesterol xấu. 6. Ổi giúp trị ho, chống cảm lạnh. Ổi chứa chất làm xe nên có thể sử dụng nước ổi, thậm chí nước ép lá ổi để hỗ trợ giảm cảm lạnh và ho. Đồng thời, ổi rất giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể để chống lại sự tấn công của virus, vi khuẩn gây bệnh. 7. Phòng ngừa táo bón. Đây là công dụng của ổi mà nhiều người biết đến vì thành phần của ổi rất giàu chất xơ, giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa táo bón. Một quả ổi trung bình có thể cung cấp đến 35% nhu cầu chất xơ mỗi ngày của cơ thể. Đến đây, bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng comment ở phần bình luận. Ban biên tập sẽ giải đáp tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại.